Cái gì đây? Mình có thể nhìn được xuyên thấu á. Bên ngoài thì lối tha lối thôi, bên trong lại sexy gợi cảm không ngờ thế này. Sao lại nhiều tiền như này? Sao cô ta lại phải đền tiền vào thùng mì tôm nhỉ? Phải tìm cách mua lại mới được. Cô ơi, cô bán cho tôi thùng mì nhá. Tôi không bán mì, anh đi chỗ khác mà mua. Bán cho tôi đi. Có mỗi thùng mì mà cứ giữ khư khư thế. Không phải việc của anh. Cô ta giữ khư khư cái thùng mì thế kia, chắc chắn bên trong có nhiều tiền rồi. Chứng tỏ khả năng nhìn xuyên thấu của mình là chuẩn. Không được, phải tìm cách có được thùng mì đó. Trong cuộc khó khăn, tôi tưởng cô bán mì tôm nên tôi mới ủng hộ thôi, chứ tôi không có ý gì đâu. Tôi cũng vừa mua mì, tôi không có nhu cầu bán. Mà hình như là cô đang có chuyện gì à? Mà cô cũng sống ở khu này à? Cô ta ăn mặc bên trong như thế kia, chắc cũng thuộc tuyết người thoáng chuyện đó. Phải nhân cơ hội mới được. Nếu mà cô không ngại thì tôi có thể cho cô sang nhà ở mấy hôm. Cô yên tâm đi, nhà tôi rộng lắm, với lại tôi ít khi ở nhà nên cô cứ tự nhiên. Chứ con gái một thân một mình như này nguy hiểm lắm. Anh ta có vẻ cũng là người tử tế, nhìn mặt cũng hiền lành, tốt bụng. Anh ta cũng có vẻ mê mình đắm đuối. Mình giờ đang cần gấp nơi ẩn náu, chi bằng về tạm nhà anh ta đi. Thật ra tôi cũng đang gặp chút khó khăn. Nếu anh không phiền, tôi về nhà anh ở vài hôm nhé. Cô vào đi. Anh, sao anh lại vào được nhà tôi? Bố mày đã bảo là bố luôn có cách để chúng mày nhả tiền ra mà. Anh cứ bình tĩnh, để tôi tiếp khách đã. Cô vào phòng bên phía tay trái mà nghỉ ngơi đi. Phòng đấy không có người ở đâu, đồ đạc thì vẫn mới. Nếu mà cần gì giúp ấy thì cô cứ bảo tôi nhá. Cảm ơn anh. Này, nhà này ấy, thiếu gì đồ ăn đâu, mà con gái ăn mì tôm nhiều ấy, không tốt đâu. Cảm ơn anh, mà tôi thích ăn mì tôm. Anh Cường ơi, tôi xin anh cho tôi thêm 1-2 ngày nữa thôi. Tôi hứa với anh là tôi sẽ có đủ tiền để trả cho anh ạ. Nhìn mày ấy, ăn không ngồi rồi thế này, làm gì có tiền mà trả cho tao. Lại còn dẫn gái về nhà nữa cơ mà. Tư khoái vẫn đầy đủ nhỉ? Không phải, mà đấy là mỏ vàng mà tôi đang đào đấy ạ. Nên tôi muốn xin anh cho tôi thêm thời gian. Này, mày nghĩ bố mày thằng ngu, rẻ rách như nó thì tiền đâu ra? Ok, trong thùng mì tôm đấy anh, trong đấy toàn là tiền. Thật không? Nếu mà anh không tin ý, thì anh có thể thay tôi kiểm tra mà. Anh cứ coi như đây là nhà của anh. Tôi nghe thằng Trung bảo cô bị ốm, nên tôi mua nước rửa cho cô đấy. Uống đi, hạ sốt. Cảm ơn anh. Mà anh là gì của anh Trung đấy? Họ hàng, ở nhờ vài hôm, có sao không? Uống đi. Mày còn ngây thơ lắm. Ngủ ngoan đi. Để tao xem trong thùng mì có bao nhiêu tiền. Có đúng như lời Trung nói. Look!
đến mức để anh lừa hay sao? Mày, sao mày tỉnh lại được? Khốn hồn ấy, thả bố mày ra. Ngu gì mà thả mày ra? Mày nghĩ ấy, tao một thân một mình về nhà trai lạ, không có chút cảnh giác nào sao? Anh ta đang đổ nước dừa cho mình sao? Thứ bột màu trắng kia là gì? Không lẽ anh ta định hại mình? Alo bạn à? Alo? Đợi tí tôi ra ngoài nhá, sóng kém quá. Cái gì? Khất thêm tháng sau hả? Không được bạn ơi, con vợ ấy lươn khươn á, đòi luôn tôi. Tao đang thắc mắc, tại sao mày có số tiền lớn như thế trong thùng mì tôm? Có phải mày đang làm chuyện gì mờ ám không con? Mày mở to mắt ra, nhìn kỹ xem tao là ai đây. Mày chính là tên cướp đang bị truy lùng à? Giờ mày đã là con tin của tao rồi, mày mà không hợp tác ấy, đừng mong bảo toàn được tính mạng của mày. À, đợi cả thằng Trung nó về nữa, tao gom một thể hai con tin. Trung! Thằng Trung đâu? Mày định làm gì tao? Liên hệ với gia đình mày để vòi thêm một khoản tiền nữa. Tới lúc đó ấy, tao mới yên tâm để ra nước ngoài được. Cường đã bị tôi khống chế rồi, giờ đến lượt anh đấy, ngoan ngoãn đi. Cô là ai? Sao tự nhiên cô lại xuất hiện đây? Ma! Cô là... Sao cô lại vào được đây? Anh quên mất là tôi đã từng xuất hiện như thế nào à? Là... Tao cho mày 2 ngày nữa, nếu không trả đủ tiền cho bọn tao ấy, thì gọi người nhà chuẩn bị nhận cái mạng của mày đi. Khổ thế này thì sống là cái gì? Trời ơi! Cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi? Tôi là ai không quan trọng. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Anh gặp chuyện gì? Nói cho tôi nghe đi. Vì tin lời người yêu nên tôi đã bị cô ta lừa. Cô ta lấy trộm hết giấy tờ của tôi để đi vay tiền ở khắp nơi. Căn nhà này ấy, giờ đã bị siết nợ rồi. Bọn xã hội đen thì suốt ngày tìm tôi để đòi. Giờ tôi bất lực. Tôi không thiết sống nữa. Anh có muốn ước điều gì không? Nói với tôi đi. Tôi sẽ giúp điều ước của anh trở thành hiện thực. Thôi. Cô đùa tôi à? Tôi bị lừa như thế này vẫn chưa đủ à? Có mất gì đâu, cứ thử đi. À, nếu mà được ước một điều ấy, tôi sẽ ước là được nhìn xuyên thấu mọi thứ ở trên đời.
nhất là lòng người, để tôi không phải bị đau như này. Điều ước của anh sẽ thành hiện thực. Ngày đó anh đã ước, lẽ ra điều ước đó được thực hiện với mục đích giúp anh nhìn thấu tâm can và lòng người sau thất bại của anh. Sao tôi lại thành ra như này? Vì anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, nên điều ước đó đã trở thành nhìn thấu theo đúng nghĩa đen. Và anh đã lợi dụng điều đó để làm những điều bất chính. Vậy nên đây chính là cái giá phải trả của anh đây. Vậy là tôi đã đánh mất đi cơ hội để thay đổi cuộc đời mình rồi sao? Công an giờ đã có thông tin của tên cướp đang lẩn trốn ở nhà anh. Còn anh, vẫn chưa quá muộn để anh có thể làm lại từ đầu đâu. Mạnh mẽ lên.